Con chào mẹ ạ. Thằng Thịnh bao giờ nó cưới mà anh chị cứ xoắn lấy nhau như thế, rồi hàng xóm người ta dèm pha cho bằng tuổi chị ấy. Ở trong làng này á, chú nó đã khối con ra rồi đấy. Thì con cũng muốn cưới mà. Nhưng mà mẹ biết ra cảnh nhà anh Thịnh rồi đấy. Thôi, cứ từ từ rồi tính mẹ ạ. Ôi, nó không chịu cưới mà chị cứ xoắn ly nó. Thế rồi là nó làm cho phênh cái bụng ra. Lúc ấy thì mang tiếng nhục cả. Trời ơi, bảo nó mai đến gặp tôi. Dạ thưa bác, cháu với Nhàn chơi với nhau từ nhỏ, lớn lên thì yêu nhau, cháu sẽ cưới Nhàn. Nhưng mà hoàn cảnh của cậu thì tôi còn lạ gì. Bây giờ thế này nhá. Dạ. Nếu cậu chịu cưới con gái tôi thì bao nhiêu chuyện cưới hỏi tôi sẽ lo hết. Việc của cậu là chỉ việc thương yêu nó thôi. Dạ, như vậy thì thiệt thòi cho nhà bác quá. Tôi thương cậu hoàn cảnh côi cút, cho nên là tôi không tính toán. Con hứa với bác là con sẽ chăm sóc Nhàn thật là tốt ạ. Được. Vậy thì tôi sẽ đi xem ngay. Cậu chuẩn bị tinh thần đi là vừa. Dạ. Em xin anh hãy tha thứ vì đã phản bội anh. Chúng mình không thể cưới nhau. Mẹ em lại vừa phát hiện bị bệnh ung thư, không có tiền chữa trị, nên em phải lấy chồng giàu lớn hơn em 20 tuổi để có tiền chữa bệnh cho mẹ. Anh hãy quên em đi và tìm một người phụ nữ khác xứng đáng hơn em làm vợ. Em chúc anh hạnh phúc. Chào bác. Nhận được tin bác, cháu đến đây ngay. Có chuyện gì bác nói luôn đi, cháu đang rất bận. Bác ơi, là sao hả bác? Anh Thịnh, trước khi cưới em đã đi khám sức khỏe, chỉ để chuẩn bị làm vợ, làm mẹ tốt nhất. Nhưng lại phát hiện mình bị ung thư giai đoạn cuối. Em không muốn anh vất vả và đau khổ vì em, nên đã dựng lên vở kịch lấy chồng già đại gia, để anh ôm hận mà từ bỏ em đi lấy vợ khác. Em chúc anh tìm được hạnh phúc. Em đi đây. Sao lại thế? Nhàn ơi, sao lại thế? Mẹ ơi, bây giờ con xin mẹ cho phép con được thay mặt em Nhàn chăm sóc mẹ. Mẹ ơi!